Khí đột phía đông có màu sẫm hơn khí đột phía tây, trong khi đó khí đột núi là màu lông tối nhất. Khí đột núi cũng có bộ lông dày nhất. Khí đột đất thấp phía tây có thể có màu nâu hoặc hơi xám với trán hơi đỏ. Ngoài ra, khí đột sống trong rừng đất thấp có thân hình mảnh mai và nhanh nhẹn hơn so với khí đột núi. Khí đột phía đông cũng có khuôn mặt dài hơn và ngực rộng hơn khí đột phía tây. Con khí đột sống thọ nhất trong lịch sử. Tuổi thọ của khí đột thường từ 35 đến 40 năm, mặc dù khí đột ở vườn thú có thể sống từ 50 năm trở lên. Colo, một con khí đột phía tây cái tại vườn thú và thủy cung Columbus, là con khí đột già nhất được biết đến ở tuổi 60 khi nó qua đời vào ngày 17 tháng 1 năm 2017. Giống như con người, khí đột có dấu vân tay riêng. Màu mắt của chúng là màu nâu sẫm, được bao quanh bởi một vòng đen xung quanh mống mắt.